Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để làm sạch cái nhựa rau muống mà dính tay mình nha các bạn. Đây là một cái mẹo rất là hay mà mình muốn, tại vì nhà mình rau muống này mình hái ngoài vườn của mình à, không có mua mấy bạn ha. Mấy bạn thấy nó non ngon không đó? Thì khi mà mình lạc xong được như vậy á, mình lạc mình bỏ mấy cái lá thì cái tay của mình sẽ dính nhựa, hay ở quê còn gọi là mũ rau muống á mấy bạn. Thì để làm sao mà cho sạch cái tay này, mấy bạn rửa nước á, thì nó không có ra nha. Mình cái này mình rửa nước rồi nè nhưng mà nó cũng không ra. Thì bây giờ làm cách nào mà mấy bạn theo dõi video nha. Đầu tiên mấy bạn chuẩn bị cho mình một cái tô nè ha, một cái tô, sau đó mấy bạn cho nước vô. À, ít thôi. Và mấy bạn chuẩn bị cho mình giấm nha. Này, để đây đi. À, cái này là giấm á, mấy bạn giấm chua ha. Mình sẽ cho vài vá vô đây. Nếu mà mấy bạn không có giấm á, thì mấy bạn sử dụng nước cốt chanh ha. Đó. Đó. Mình cho 3 vá nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhúng hai cái bàn tay của mình vô vậy nè. Đó. Mình ngâm ở đây trong vòng 3 tới 5 phút nha mấy bạn. Mình cứ ngâm vậy trong vòng 3 đến 5 phút là nó sẽ ra sạch hết ha. À, rau muống là một cái loại rau mà rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam của mình. Mình nghĩ là nếu mà cái kinh nghiệm này á, thì bạn nào chắc cũng có trải qua rồi. Mình lặt rau muống một hồi á, là cái bàn tay của mình nó dính nhựa mấy bạn, đen thui à. Nên là mình sẽ có cái mẹo ha. Tuy là nó đơn giản nhưng mà mình biết cái mẹo rồi á, thì mình thấy là mình xử lý nó nhanh hơn á mấy bạn. Mình ngâm cái tay mình vậy nè 3 tới 5 phút nha. Thấy không? Mà mình mới ngâm mà nó cũng ra được mớ rồi nè. Giờ còn mấy cái đầu ngón tay. Khi mà mấy bạn lột mà môn á, môn hoặc bạc hà nó cũng có cái chất nhựa vậy nè, thì mình cũng xử lý như vậy luôn, thì nó sẽ làm sạch cái vết mủ của mình đó mấy bạn. Ờ, nãy quên gọi anh Năm rồi. Trời ơi, đợt em cho cải anh không tòng, nay em tính tòng lại nè, anh đem qua em tòng lại. Ủa sao nó không gieo mà? Vậy hả? Tòng rồi thôi, em tội tội sợ không tòng, bỏ uổng. Liên đâu hôm qua nay
hết hàng. Nè mấy bạn ha, bây giờ thì mình ngâm được 5 phút rồi nè. Bây giờ thì mình rửa lại với xà bông là nó sạch nè. Nha các bạn ha. Đó. Cho một xíu xà bông. Rồi, mình đã hướng dẫn xong các bạn cái mẹo mà để làm sạch mũ rau muống rồi nha. Đây nó sánh tươi luôn ha các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình đến thời điểm này nha. Và mến chúc các bạn thực hiện thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.